Hello, xin chào chị và các bạn. Hôm nay em mới về thêm 7 cây Noga X501. À, đây là hàng mới nha anh chị. Đó, mới 100% chưa sử dụng, gồm 7 cây. Đây em mở nè, thấy chưa, nguyên hộp nha. Mở 7 cây cho anh chị xem, mấy công chị nói hộp không nữa. Đó, 7 cây đây, cái máy sẽ có sẵn. Thấy không? Hàng này hàng hiếm nha, anh nào mua là cứ alo liền. Đây. Rồi, ok. Nhiều quá, không kịp thật. Rồi, đây nè. Đó, đó còn bên. Rồi, ok. Bây giờ em sẽ quay cận cảnh cho chị xem máy. Đây. Trước tiên là bên đâu là có hộp. Đúng chưa? Mới tin 100%. Đó, chị thấy không? Mới tin 100%. Hình vuông. Đó, bên trong là cục sạc zin. Đây, cục sạc zin. Đó, quay gần cho anh chị xem. Zin đó. Đây là cục pin zin 5F. Đây. 5F pin zin nha. Pin này xài chung với Noga nãy 52GB, 8GB ở bên. Nãy 52GB á. Rồi, ok, bỏ qua bên. Bên trong gồm có gì nữa? Đây em mở cho coi. Đó. Bên trong nó có sợi cục sạc. Đó, chị coi nè. Chị thẳng ở đây. Đó, mình xài chung thì nó sạc vậy. Thấy không? Rồi. Đây là những cuốn sách quảng cáo giới thiệu. Đó, bên đây là cái bao da là cái móc đeo. À, chị thấy đâu đẹp không? Nó vậy nè, thiết kế vậy nè. À, cái máy đúng không? Mình xài nè. Rất là đẹp, rất là đẹp, rất là đẹp. Đó. Không hiểu sao Noga thiết kế thì nhìn dễ thương. Cái heo gắn lộn mà quên, nên nhìn mới đúng nè. Đó, nhìn mới đúng nè. Thấy không? Rất là đẹp anh chị không? Còn cái này là cái móc. Thử ra là cái gì vậy? Đó. Cái này là cao su rất là mềm. Có chữ Noga luôn. Vậy thôi, cao su Noga nè. Đó. Móc vậy nè. Ừ, cái này móc điện thoại quá. Đúng rồi. Thử coi. Nó móc lên đây. Đúng không? Mình xài móc vậy nè. Toàn ten nè. Đúng không? Rồi, ok. Bây giờ em quay bên trong nhìn xem. Bên trong. Bấm lùi về. Mở ra. Đó, bên trong. Thẻ 2GB kèm theo mới. Chỗ gắn sim. Đó, chị bỏ sim vô là xài thôi. Bây giờ em bỏ gửi sim thử coi. Đợi một chút nha. Hôm nay là quay cảnh này là hơi hot. Từ từ. Rồi. Đó. Cục pin này biết còn pin không nữa. Để em, anh chị thêm chút nha. Để em lấy cục pin nữa. Pin 5S. Đây, ok. Đây. Đó. Con này xài pin rất là ngon nha anh chị, 3-4 ngày luôn á. Đó, đây. Nó lên nguồn. Cái máy này nguyên bản nước ngoài gửi về là chưa có tiếng Việt nha anh chị, nó chỉ có tiếng Anh với tiếng Trung Quốc thôi. Đây. Đó. Đang khởi động lại. Màn hình điện thoại ngày xưa nó hơi lâu nha anh chị. Em chụp. Đó. Rồi, quay cận cảnh ở đây. Đó, giờ em quay thử cái này đó. Giờ mình thoát ra đi. Mình vô chỉnh qua tiếng Anh. Máy mới vô nó hơi giới thiệu hơi lâu. Con này hàng zin Noga nha anh chị. Chứ đừng thấy chữ Trung Quốc của Trung Quốc nha. Ngày xưa thì Noga sản xuất cho thị trường Trung Quốc. Con này. Đó, bây giờ một lô 8 cây cuối em đang sở hữu. Con này bây giờ anh chị lên YouTube hay đâu không ai có đâu, chỉ mình em có thôi. Đợi chút, nó quảng cáo hơi lâu thôi. Đó, nắp lưng mình gắn vậy nè. Đó, giờ rồi xong. Lại no đi.
đợi chút, Nokia đó gì đó. Đó bây giờ mình chuyển qua tiếng Việt là tiếng Anh nè, bấm menu vô cài đặt, cài đặt, bấm này, bấm vô rồi luôn đó, chuyển qua tiếng Anh cho dễ xài đó. Anh chị đem chút nha, nó khởi động lại cho chị xem chức năng bên trong như thế nào đó. Hàng zin chịu rất là êm đó. Bên hông đây là chỗ gắn sạc pin đó, mình móc ra vậy thôi, mình đương đương nhẹ nè đó, mình đưa ra ghim sạc vô, này gắn tai nghe, này ghim sạc đó, nút volume tăng giảm, thẻ nhớ kèm theo là 2GB đó. Bây giờ là ok đó, qua tiếng Anh thì nó không dễ xài. Cái máy này tại em mới mở lần đầu tiên cho nên nó vô mà cái phần mềm nó chào nó hơi lâu, mà một khi mình xài luôn là nó vô rồi nó rất là lẹ đó. Bây giờ cũng lẹ hơi nhẹ nè anh chị thấy không. Giờ vô thử nè đó, mở chuông nè, thử chuông rất là lớn nha anh chị đó. Pin này có thể xài 3-4 ngày chưa hết nha anh chị. Bấm 900 thử nè, 900 gọi, tăng volume lên đó. Đó máy nó có 3G sẵn đó, máy 3G sẵn. Bây giờ mình vô camera thử coi chụp hình đẹp không. Đây nè, chị thấy chụp em đẹp không nè, tại nó còn một miếng camera mờ em lột nữa nè, rõ không, thấy không? Rồi ok, em gắp đôi lại đó. Anh chị nào mua thì cứ liên hệ sớm nha, tại cái cây này, lô này chỉ có 7 cây cuối thôi, không còn ở đâu, nếu mà chậm trễ là không còn nữa. Rồi ok, cảm ơn chị Sư Liếp nha.